Xin kính chào anh chị đang theo dõi bản tin Flamingo Channel số 9. Thưa anh chị, với chính sách kích cầu du lịch nội địa toàn quốc từ nay đến hết năm 2020 đã giúp cho du lịch trong nước có những tín hiệu khởi sắc, từ đó tạo đà cho công cuộc khôi phục kinh tế, khôi phục hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch sau đại dịch Covid-19. Và trong những tuần vừa qua, các khu nghỉ dưỡng, ẩm thực của Flamingo trên toàn hệ thống đã đón rất nhiều đoàn khách đến trải nghiệm, từ đó tạo đà cho các hoạt động kinh doanh cũng như định hướng phát triển của tập đoàn trong thời gian tiếp theo. Và trước khi đến với các chuyên mục hấp dẫn của bản tin, sau đây xin mời anh chị cùng theo dõi những tin tức hoạt động nổi bật của tập đoàn đã diễn ra trong thời gian qua trong chuyên mục siêu thị tin tức. Trong những ngày qua, Việt Nam đã xuất hiện trở lại ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng. Ngay khi có thông tin dịch, các cơ quan ban ngành đã khẩn trương thực hiện hàng loạt các biện pháp phòng ngừa như khai báo y tế, xét nghiệm và giãn cách xã hội trên toàn thành phố Đà Nẵng với quyết tâm cao nhất, không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng ở Đà Nẵng cũng như các địa phương khác. Chung tay cùng đất nước, người Flamingo trên toàn hệ thống cũng nâng cao tinh thần chống dịch để tự bảo vệ mình, cũng là bảo vệ gia đình, đối tác, khách hàng và những người xung quanh, đặc biệt là khối thường xuyên làm việc trực tiếp với khách hàng. Từ văn phòng hội sở cho đến các cơ sở Flamingo trên toàn quốc đã phổ biến sâu rộng và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa COVID. Hơn lúc nào hết, sự an toàn của cán bộ nhân viên trong tập đoàn là sự ưu tiên hàng đầu và quan trọng nhất. Đó là nền tảng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh hiện nay. Mỗi cán bộ nhân viên hãy tiếp tục là một chiến sĩ phòng chống dịch, cùng nhau chung tay vì một Việt Nam không còn COVID. Chiều 28 tháng 7 vừa qua, các đại diện của Bảo tàng Mỹ thuật Đương đại Flamingo đã tham gia lễ khai mạc và trao giải thưởng Festival Mỹ thuật trẻ 2020 tại Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Tại chương trình, họa sĩ Vũ Hồng Nguyên, đồng sáng lập chương trình Art in the Forest đã trao giải cho 7 tác phẩm xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng là 105 triệu đồng. Đây là những giải thưởng riêng của Flamingo dành tặng cho các nghệ sĩ trẻ với mong muốn khích lệ tinh thần, cổ vũ, động viên, tạo thêm động lực sáng tạo cho các nghệ sĩ trẻ. Tập đoàn Flamingo ngoài cái việc mà hàng năm chúng ta vẫn tổ chức những sự kiện cho tập đoàn, cho trên Flamingo đại lại hay là những tác phẩm chúng ta dịch chuyển ở các bàn, thì bây giờ chúng ta đã có cái uy tín rất lớn và chúng ta cũng vẫn muốn là khuyến khích những nghệ sĩ trẻ, và cũng qua nhiều cách, nhiều hình thức thì cái giá trị của bảo tàng, cái giá trị của tập đoàn nó sẽ cùng ảnh hưởng lẫn nhau, và nó cũng là một cái tác động rất tốt đối với xã hội khi mà có nhiều doanh nghiệp hơn nữa quan tâm đến văn hóa nghệ thuật. Em nhận được giải thưởng của Flamingo thì em cảm thấy rất là vinh dự. Thứ hai là em thấy là tập đoàn Flamingo đã có rất nhiều cái hoạt động để khích lệ các họa sĩ trẻ ngày càng phát triển hơn nữa. Các tác phẩm tại triển lãm lần này có sự phong phú về ý tưởng sáng tạo, đa dạng trong hình thức biểu hiện, mang hơi thở của cuộc sống đương đại, phản ánh những vấn đề mà giới trẻ quan tâm như môi trường sống, việc làm, đời sống tinh thần, văn hóa của thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu. Vừa qua, đoàn đại biểu Flamingo đã tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Liên kết Kích cầu Du lịch Vĩnh Phúc 2020. Đây là sự kiện có quy mô lớn do Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, là cầu nối giữa chính quyền với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tại hội nghị, Phó Tổng quản lý Flamingo Đại Lải Resort Lê Mạnh Quân đã ký kết thỏa thuận hợp tác kích cầu du lịch với Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Vĩnh Phúc, Hiệp hội Du lịch Vĩnh Phúc và các câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội. Theo đó, các bên sẽ vận động, khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá việc mở cửa các điểm du lịch, nhất là các điểm du lịch mới, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Sau 2 tháng phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch nội địa và tạo đà tái khởi động hoạt động du lịch, ngành du lịch đã từng bước đầu ghi nhận nhiều sự khởi sắc của thị trường du lịch nội địa. Và song hành cùng các doanh nghiệp nghỉ dưỡng, Flamingo Đại Lải Resort đã triển khai nhiều gói nghỉ dưỡng đa dạng cùng giá thành ưu đãi, nên rất nhiều đoàn khách đã lựa chọn top 10 resort đẹp nhất hành tinh là điểm đến hàng đầu trong mùa du lịch hè 2020. Trung bình vào 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ nhật, Flamingo Đại Lải Resort đón hơn 2.000 khách, đạt hiệu suất 94% công suất thiết kế. Có thể nói, đây là những kết quả khả quan trong giai đoạn hiện nay, giúp góp phần khôi phục hoạt động kinh doanh và các kế hoạch phát triển của tập đoàn trong giai đoạn sắp tới. Với mong muốn chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa địa phương và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm mới lạ, Flamingo Đại Lải Resort đã phối hợp cùng tỉnh Vĩnh Phúc lần đầu tiên tổ chức lễ hội văn hóa sán diều vào tối thứ Bảy hàng tuần. Tại sân khấu Hồng Hạc, lễ hội sẽ mang đến sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống, giữa sang trọng và mộc mạc.
đồng thời là sự dây kết nối du khách với những giá trị văn hóa ý nghĩa. Tham gia chương trình, du khách được thưởng thức buffet đặc sản ẩm thực sán dìu, âm nhạc truyền thống, hát sọ cồ, nhạc cụ dân tộc, cùng chương trình bốc thăm may mắn và giao lưu nhảy sạp bên lửa trại cùng các nghệ nhân. Một không gian văn hóa lễ hội đặc sắc đã được tái hiện ngay tại Flamingo Đại Lải Resort, giúp các du khách và người thân có một buổi tối đáng nhớ và cùng hiểu thêm về nét đẹp văn hóa sán dìu. Kính thưa anh chị, từ lâu các công trình kiến trúc được đánh giá cao là những công trình tạo lập nên không gian sống, mà trong đó con người, kiến trúc, thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Và điều đó đã được minh chứng bằng những giải thưởng danh giá, sự ghi nhận của khách hàng khi tới Flamingo bằng sự ấn tượng mạnh mẽ về màu xanh bạt ngàn. Và đằng sau sự thành công của mỗi thương hiệu, mỗi sản phẩm là sự cống hiến nỗ lực của cả một tập thể. Và có một bộ phận đang ngày đêm thầm lặng cống hiến sức lực, trí óc của mình để có một không gian sống trong lành như ngày hôm nay, chúng ta phải kể đến bộ phận trung tâm nghệ thuật cảnh quan. Và trong góc nhìn Flamingo ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về công việc thầm lặng của những người nghệ sĩ đó nhé. Nhắc đến Flamingo, ấn tượng đầu tiên mà mọi khách hàng đều cảm nhận được đó là sắc xanh, một khu nghỉ dưỡng sinh thái hài hòa, đẳng cấp, ngập tràn màu xanh của cảnh sắc thiên nhiên hữu tình, xen kẽ những kiến trúc hiện đại, độc đáo. Và để tạo nên ấn tượng đó, có một trung tâm gồm những con người đang âm thầm tạo nên những không gian xanh, chăm chút từng cành cây, ngọn cỏ, góp phần tạo dựng hình ảnh, đưa kiến trúc xanh đồng bảng thăng hoa tại nhiều vùng đất mới. Một ngày làm việc của các nhân viên cây xanh được bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng với rất nhiều dụng cụ và thiết bị như máy cắt cỏ, kéo cắt cành, xẻng, máy phun thuốc. Khác với nhiều bộ phận, hành trang đi làm của các anh chị nơi đây là nón lá, khẩu trang và găng tay dài, những phụ kiện cần thiết giúp anh chị làm việc trong điều kiện nắng nóng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, mỗi nhóm bắt đầu tỏa ra các khu vực để cùng chăm sóc và cắt tỉa cây xanh, cụm cây hoa quanh khu nghỉ dưỡng. Chị vào đây làm thì đóng góp cho công ty cũng 3-4 năm nay rồi. Thì là bọn chị có thể hàng ngày bọn chị là đi tưới tắm và cắt cỏ. Thì thay lân nhau thì đi dòng hoa này. Có hôm thì là đi cắt tỉa. Chúng tôi đi làm những cái hoa này thì xếp sắp thì bọn chị rất vui mừng được làm những cái hoa này. Không chỉ đơn thuần là những cụm cảnh quan cây xanh, mà tại Flamingo, việc duy tu cảnh quan còn là một hình ảnh mang tính thương hiệu, đậm triết lý kiến trúc xanh, mang lại một phong cách sống sang trọng giữa thiên nhiên. Điển hình trong số đó là việc đưa hơn 70.000 cây xanh, hàng vạn cây bụi và hoa nhiều màu sắc sinh trưởng trên độ cao 100m tại tòa Forest in the Sky là một minh chứng rõ nét cho bao nỗ lực, cố gắng của trung tâm nghệ thuật cảnh quan và các anh chị em nhân viên. Để có một bức tranh tổng thể cảnh quan đẹp như ngày hôm nay ý, thì nó là cả một nỗ lực của tập thể anh chị em trong trung tâm nghệ thuật cảnh quan. Bắt đầu từ khâu quy hoạch cho đến khâu lựa chọn các loài cây để phù hợp với lại điều kiện thổ nhưỡng ở nơi đây thì đòi hỏi là mọi người cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, công sức. Đặc biệt trong thời gian tới thì trung tâm nghệ thuật cảnh quan sẽ triển khai công viên hoa ngay tại Flamingo Đại Lải Resort. Đây sẽ là nơi hội tụ của tất cả các loài hoa đẹp, hoa quý đến từ mọi miền đất nước. Hứa hẹn là đây sẽ là điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với Flamingo Đại Lải Resort trong thời gian tới. Hàng ngày mà chứng kiến những thành quả mình mà đến mà thấy du khách đến đây mà khen hoa đẹp hay là ngắm hay đứng chụp ảnh là chúng tôi rất là cảm thấy là hạnh phúc về cái công việc của mình đã đem đến niềm vui và vẻ đẹp cho mọi người. Vất vả là như vậy, nhưng trên tất cả, đó là lòng yêu nghề mà chúng tôi cảm nhận được từ các anh chị tại Trung tâm Nghệ thuật Cảnh quan. Dù ở bất kỳ vùng đất nào, các anh chị cũng luôn nhiệt huyết, hăng say, kiến tạo nên những không gian sống xanh, đẳng cấp, góp phần đưa kiến trúc rừng xanh trên trời cao huyền thoại vươn xa tới những vùng đất tiềm năng trên toàn quốc.
thưa anh chị, không chỉ nổi bật với kiến trúc xanh độc đáo hay những dịch vụ tiện ích năm sao đẳng cấp, Flamingo Đại Lải Resort còn được biết đến với những địa điểm check-in vô cùng đa dạng như tòa Forest in the Sky, con đường Hàn Quốc hay nhà hàng tre ba mô hình. Và tô điểm cho vẻ đẹp đó là những bông hoa rực rỡ sắc màu cùng hàng vạn cây xanh đã giúp vẽ nên một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa núi rừng Đại Lải hùng vĩ. Và ngay sau đây, xin mời anh chị cùng ngắm nhìn một Flamingo Đại Lải Resort ngập tràn sắc hoa qua chuyên mục Flamingo Lifestyle. Xin chào anh chị và các bạn. Mùa hè là một trong những mùa hoa đẹp nhất tại Flamingo Đại Lải Resort. Đây là thời điểm của những loài hoa như Huỳnh Anh, Đại Vàng, Sử Quân Tử, trổ bông và khoe sắc rực rỡ, giúp cho vương quốc muôn loài hoa thêm tươi mới và giao hòa cùng với âm thanh của cuộc sống. Xin mời anh chị và các bạn hãy cùng theo chân Kim Dung để đi khám phá một mùa hoa tuyệt đẹp tại Flamingo Đại Lải Resort nhé! Loài hoa tượng trưng cho ý chí bền bỉ, sức sống mãnh liệt, là một trong những loài hoa có màu sắc rực rỡ, sang trọng cùng với hương thơm nồng nàn, quyến rũ. Đến với Flamingo Đại Lải Resort mùa này mà không có một bức ảnh check-in với Sử Quân Tử thì thật là đáng tiếc phải không anh chị? Chìm vào vẻ đẹp của muôn sắc hoa thì thực sự là một lựa chọn không thể tốt hơn. Hiện tại, Flamingo Đại Lải Resort đang triển khai chương trình Summer Family Vacation với giá chỉ từ 1.999.000 đồng, sở hữu ngay một kỳ nghỉ hè tại top 10 resort đẹp nhất hành tinh với muôn vàn tiện ích đẳng cấp 5 sao. Nếu anh chị cảm thấy ngột ngạt giữa phố thị ồn ào đông đúc, hãy hòa mình cùng thiên nhiên tại Flamingo Đại Lải Resort. Anh chị thân mến, những hình ảnh tuyệt đẹp về sắc hoa màu hạ tại Flamingo Đại Lải Resort đã chính thức khép lại Flamingo Channel ngày hôm nay. Chúc anh chị có một ngày làm việc hiệu quả và ngập tràn niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!